Chào quý cô chú và anh chị ha. Mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Thì hôm nay lại có mang đến có mặt tại xã Ngọc Định ha, của huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay lại gửi đến cho anh chị mình một miếng đất ha. Tổng diện tích là 2.200 m2 ha. Cái điều đặc biệt trên đất của mình là đang có sẵn 150 m thổ cư ha. 150 m đất ở tại nông thôn. Thì miếng này hiện tại là ba sổ anh chị, một sổ là 1.000 m2 rồi tới một cái nền ở phía này ha, tới một cái nền 5 m ha, với lại một cái 1.000 m2 bên kia nữa, nói chung là ba sổ ha, cộng lại là được 2.200 m2. Thì có một sổ có một cái nền nhà sẵn luôn ha, là được 150 m thổ cư ha, ngang 5 và 30. Thì đất mình á là nằm ở xã Ngọc Định ha, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Đất của mình có tổng diện tích 2.200 m2, trên đất có 150 m thổ cư ha. Thì mặt tiền của mình đó anh chị là từ cái chiếc xe đó ha, ranh giới ngay bụi chuối ha, chạy dài lên đến trên này, đây tới cọc sắt này, cọc bê tông này, mình đi dài xuống ha. Thì từ bên đó mình đi qua hướng tới bên này, mặt tiền là mình được 29 m ha. Mình được 29 mét mặt tiền, thì mặt tiền là mặt tiền đường đá mi thôi anh chị ha, mặt tiền là mặt tiền đường đá mi thôi. Bây giờ để nói về miếng đất á, thì lại sẽ phân tích cụ thể thêm cho anh chị mình cùng xem ha. Thì mặt tiền từ cấp cọc này qua đến cái hàng chuối chỗ chiếc xe ha, là mình được 29 mét. Cái hậu dài mình chạy dài xuống đó, là mình được 71 mét ha, 71 mét. Cái hậu phía sau thì mình được nở hậu ha, mình nở hậu nha anh chị nha. Thì bên cuối bên đây thì mình dài xuống mình được 71 ha, còn phía bên kia thì mình dài xuống mình được 75 nha, 75,8, một bên 75 một bên 71 ha. Và cái mặt tiền mình được 29 mét ha, 29 mét. Còn cái đuôi mình được nở hậu được 33 mét nha. Đó, thì tổng diện tích hôm nay lại mang đến cho anh chị là 2.200 m2, có 150 m thổ cư, mặt tiền được 29 m, mặt tiền đá mi rộng tới 5 m xe hơi vào tận nơi nha. Thì mặt tiền 29 m, dài bên đây là được 71 ha, bên đây là dài xuống là 75 nha. Cái mặt tiền 29, cái hậu được 33 nha, nở hậu ra. Thì đất của mình ở Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai ha. Thì từ miếng đất của mình nè, để nói sơ sơ về đoạn đường cho anh chị xem ha, nắm bắt thông tin nha. Thì từ đất của mình đi ra hướng mặt tiền bê tông, đâu đó tầm khoảng 200 mét nha, là mình gặp mặt tiền bê tông. Thì đến mặt tiền bê tông đó, mình đi tầm khoảng 300 mét nữa mình sẽ gặp cái đường nhựa ha, đường nhựa DT, trục chính của xã Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai luôn ha. Thì đến đường nhựa đó là anh chị gặp chợ Thanh Sơn nè, rồi Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Trường Học các cấp 1, 2, 3 và ngân hàng, rồi y tế nè, xã, công an xã, nói chung đủ thứ ha, đầy đủ mọi tiện nghi. Rồi thì đến đường nhựa đó gặp đầy đủ tiện nghi ha, anh chị sẽ rẽ trái, anh chị về quốc lộ 20 ha, của km 107 Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai là tầm khoảng 9 cây ha, 9 km là mình ra đến quốc lộ 20. Thì mình rẽ qua trái đó thì nó sẽ có hai hướng đi ra quốc lộ 20. Một hướng này á, là mình đi về ngã 307 ha. Còn một hướng này thì mình về thị trấn Định Quán ha. Đó, hướng nào cũng 8-9 cây nha. Rồi. Thì nãy giờ mình cũng quên báo giá luôn ha. Thì miếng này chính chủ kêu là 1 tỷ 200 triệu ha. 1 tỷ 200 triệu cho một mảnh vườn 2.200 m2 có 150 mét thổ cư nha. Ở đây thì khu dân cư ha, ở đây họ đang xây nhà nè, đó kế bên ha, dài dài dọc đường lên nhà rất là nhiều. Thì một tí nữa là sẽ đưa cái phần check quy hoạch và vệ tinh và sổ sách và Google Maps cho anh chị mình cùng xem ha. Cái đường này thì đường đường cục ha anh chị, nó hiển thị xuống tới cuối đường dưới kia là đường cục ha, nhưng mà dân cư đây rất là đông. Rồi mình vào trong đất anh chị ha. Đất của mình thì nói chung là hôm nay là quay thì cũng cho có thôi, chứ thật ra cũng có không có cái ăn trái gì đâu ha. Thì nè, cháu đất này là đất đỏ ha, đất này là đất đỏ,
Đất đỏ anh chị. Đất đỏ thì mình trồng, có thể mình trồng xoài nè, hoặc là mít thôi ha, xoài với mít thôi, chứ trồng bưởi sầu riêng thì đôi khi nó cũng không được tốt lắm ha. Ở đây hiện tại có chuối là nhiều ha, đất thì đang trồng chuối nè. Chuối này là chuối chuối gì, cái chuối cao á, chuối cao á, trái lùm lùm mà kêu bằng chuối cao, với lại chuối sim nữa ha, chuối loại chuối này nè chị. Đất của mình thì nói chung là ranh giới có cắm cọc này kia là rõ ràng hết rồi ha, thì pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, sang tên công chứng trong ngày ha, chính chủ. Bây giờ diện tích là 2.200 mét vuông, có 150 mét thổ cư ha, thích hợp cho cô chú anh chị mình về làm nhà vườn ở canh tác, mình mua ở hoặc là mình mua về mình nghỉ dưỡng hoặc là mình làm view gì đó ha, tùy ý thích của anh chị ha. Thì ở đây nhìn xuống nó cũng mình đang ở trên cái đồi ha, nhìn xuống nó cũng hơi chững chững, ở dưới nó có cái tầm view view á, view đồi rồi với lại không khí nó mát mẻ ha. Đất của mình là nằm ở trên trên đồi ha. Đó, có rào lưới ở B40 nữa anh chị. Đất này thì lâu quá chủ cũng không có dọn cỏ dọn gì cho nên nhìn nó cũng hơi um tùm một tí ha. Giờ mình quay thì quay vậy thôi, nhưng mà nó cũng có chuối thôi, đại loại là chỉ có chuối thôi, không có thêm cây ăn trái nào nữa ha. Đây chỉ có chuối thôi nè, trồng chuối thôi. Mà đất này thì anh chị trồng thêm xoài với mít thì vẫn ok ha. Đó, thì chỉ 1.200.000 ha, 1.200.000 là mình có thể sở hữu ngay một miếng đất 2.200 mét vuông ha, tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Đất của mình thì hiện tại là có 3 sổ ha, 3 sổ, 3 thửa thì nằm liền kề với nhau, có 150 mét thổ cư ha, 150 mét thổ cư đó là sổ hồng riêng luôn ha, có 3 sổ ha. Miếng kia trên 1.000 mét vuông, rồi miếng này trên 1.000 mét vuông, với lại một miếng cái nền 530 phân thổ cư ha, đó là tại nông thôn đó. Thì ba miếng đó cộng lại là 2.200 mét vuông ha, giá chủ kêu bán là 1.2 tỷ. Thì anh chị có thiện chí thì mình alo cho lại ha, lại có để số điện thoại trên video ha. Đó, ranh đó thì từ cái cọc này ha, cái đường đi đó mình đi dài tới hàng rào bên trên lúc nãy ha, làm được 29 mét mặt tiền, 29 mét mặt tiền, chạy dài xuống là 71 với 75 ha. Cái hộ nở ra là 33. Thì một tí nữa lại sẽ đưa cái phần check quy hoạch và thông tin Google Maps và sổ sách cho anh chị mình xem ha. Đó, tới đó là cuối đường anh chị, đường hiển thị ha. Nhưng mà tới đó cuối đường, một tí nữa lại sẽ đưa tất cả thông tin lên cho mình xem và nắm bắt thông tin ha. Đó, ở đây mình đi ra nè, đây họ đang xây nhà ha. Anh chị ở trái là anh chị gặp mặt tiền bê tông, chỉ có 200 mét thôi, đi 300 mét nữa mình gặp đường tiền mặt tiền đường nhựa ha, nhựa trục chính của xã Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai luôn ha. Ra đó là mình rẽ ra quốc lộ 20 tầm khoảng 8-9 cây ha, nó có hai hướng nãy mình nói đó. Thì ra đến quốc lộ 20 rẽ qua phải về thành phố Hồ Chí Minh là 105 cây, còn mình rẽ trái mình về thành phố Đà Lạt là 200 cây ha. Và cái miếng đất của mình có mặt tiền quay về hướng nam ha anh chị ha, quay về hướng nam đó, mặt tiền 29 mét của mình này ha, có mặt tiền quay về hướng nam nha, quay về hướng nam. Thì cho mình xin nhắc lại lần nữa ha, đất của mình nằm ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ha. Miếng đất của mình có tổng diện tích là 2.200 mét vuông, trên đất một điều đặc biệt có sẵn 150 mét thổ cư ha, thích hợp cho cô chú chị mình về xây nhà ở, nghỉ dưỡng, làm nhà vườn nha. Thì giá chính chủ kêu mong muốn bán là 1.2 tỷ. Thì anh chị có thiện chí thì mình gọi số điện thoại trực tiếp cho lại trên video ha, lại có để trên màn hình ha. Thì số đó là cũng lại cũng xài bên cái vé lồ luôn ha, bên cái vé lồ, bên cái đó mình không nói được ha, tại vì ở trên YouTube á mình nói cái đó thì cũng dính bản quyền ha, bên cái vé lồ nha anh chị. Dạ, cái gì anh chị kết bạn bên đó ha, mình trao đổi thông tin. Còn thôi thì
anh chị gọi số điện thoại trực tiếp cho lại ha, lại xài có một số đó thôi, điện thoại duy nhất chính chủ ha. Đây thì từ cái ranh anh chị, cái ranh lúc nãy ha, cái cột bê tông này nè đó, mình chạy dài xuống đến cái hàng cây này ha, đó, có đào lưới B40 ranh giới rõ ràng đó anh chị ha, đó, giáp ranh với lại bên đám chuối bên này ha. À, anh chị nhìn thấy không? Miếng đất này, xung quanh mình đó, rất là nhìn nó biết. Nhìn nó ở dưới giống như view nghỉ dưỡng ha. Đó. Rồi thì video kết thúc tại đây ha. Thì, cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video ha. Thì, một tí nữa lời sẽ đưa cái phần vệ tinh Google Maps và sổ sách thông tin đầy đủ cho anh chị cùng xem nhé. Thì đây là cái tờ bản đồ số mình anh chị ha. Đây là số nha. Tờ bản đồ số 5, thửa đất số là 183. Ở miếng này là một cái sổ này là 150 m² ha, là sử đất sử dụng riêng nè, mục đích sử dụng đó tại nông thôn ha, có 150 m² thổ cư anh chị ha. Đây là cái cuốn sổ thứ hai anh chị đó, tờ bản đồ số 5 ha, thửa đất số 181, diện tích 1005,1 m² ha, đó, sử dụng riêng đất trồng cây lâu năm. Còn miếng bên này nè anh chị, miếng bên này là mình được đây là tờ bản đồ 5 ha, thửa đất số 182 ha, ba lô liền kề nhé. Miếng này được 1016,8 m² ha, đất cũng sử dụng riêng, đất trồng cây lâu năm, có thời hạn sử dụng đến ngày 30/6/2047 ha. Thì hết hàng sử dụng thì anh chị đi cấp lại sổ mới nha. Rồi sau đây thì là sẽ đưa cái phần vệ tinh check quy hoạch và Google Maps cho anh chị cùng xem ha. Thì đây là cái thông tin lại check quy hoạch ra cho anh chị cùng xem ha. Thì cái lô mình được 1017 m² anh chị, là tờ bản đồ số tờ 5 thửa 182 ha, đất trồng cây lâu năm kết hợp đất ở tại nông thôn. Thì miếng này mình được 12 mét mặt tiền ha. Còn cái miếng này đây, đó là mình được ngang 5 dài 30 nè anh chị. Miếng này là full thổ cư ha, đó có tại nông thôn. Cái sổ đó thì là cũng đưa lên ha. Rồi đây nữa nè, đây một miếng nè, đó 12 mét ha, 12 mét. Đó, thì miếng này là 1005 m² ha. Thì đất trồng cây lâu năm cũng kết hợp đất tại nông thôn ha. Là 3 miếng anh chị ha, một miếng này và một miếng cái nền này ha, cái nền ngang 5 dài 30 ha, là một miếng này. Thì 12 mét mặt tiền nè, với 5 là 17 ha, 17 với 12 là 29 mét ha, cái hậu ở dưới 17 nè, còn bên cái ở dưới là bên đây được 15 nữa ha, là 32 mét mấy ha, gần 33 nở hậu ha nha. Đó thì mình đang có diện tích là 3 sổ ha anh chị, ví dụ mình mua thì mình có thể hợp thửa là vẫn được ha, không sao ha. Rồi thì bây giờ lại đưa cái phần thông tin Google Maps lên cho anh chị mình cùng xem nha. Thì đây là cái thông tin của miếng đất của mình anh chị ha. Miếng đất của mình ở cái tạp hóa nè, tạp hóa Cô Kính, rồi chợ Phú Tân, băng qua chợ Phú Tân vẫn được ha. Đây là thác Thượng, còn đây là khu du lịch sinh thái nè, thác Ba Giọt nè ha. Miếng đất của mình thì lại khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt đâu đó tầm khoảng chưa đến 1 cây số anh chị ha, chưa đến 1 km. Còn bên này là cầu Thanh Sơn nè, đó cầu Thanh Sơn cũng hướng này mình đi ra quốc lộ 20 nè ha, là nãy lại có chị đó, thì mình ở đây mình đi ra quốc lộ 20 là tầm khoảng 8 cây ha. Còn cái hướng này thì mình ra quốc lộ 20 nè anh chị, mình đi ra hướng quốc lộ 20 ha, của km 115 vẫn được ha, của thị trấn Định Quán này nè, thị trấn Định Quán anh chị ha. Đó thì mình ra thị trấn Định Quán thì đâu đó nó tầm khoảng 6 cây thôi, hướng này mình về quốc lộ 20 cũng vẫn được ha. Rồi mình ra Phú Vinh, Phú Lợi rồi nè, của Định Quán, Đồng Nai, Đá Bà Chồng rồi đó anh chị. Thì đâu đó tầm khoảng chỉ có 5 km thôi ha. Nói chung là miếng đất này của mình thì có 3 hướng ra quốc lộ ha. Một hướng thì ra 5 cây số, hướng một ra 6-7 cây, còn một hướng thì ra tầm khoảng 8-9 cây ha. Có 3 hướng. Đây thì lại phân tích thêm cụ thể cho anh chị cùng xem ha. Thì ra đến quốc lộ 20 nè, thì mình rẽ qua phải ha, là mình về hướng Ngọc Định, Phú Ngọc nè, Túc Chân nè ha, Phú Túc, Túc Chân. Rồi mình đi rẽ qua đó thì mình về thành phố Hồ Chí Minh ha. Mình về thành phố Hồ Chí Minh là đâu đó chỉ có 105 cây thôi anh chị ha. Còn mình rẽ qua trái nè, rẽ phải là về thành phố Hồ Chí Minh 105 cây ha.
mình ghé qua trái là mình lên hướng trên Phú An rồi nè, thị trấn Maragui luôn ha. Hướng đó thì mình lên thành phố ngàn hoa của Đà Lạt ha, là đâu đó tầm khoảng là 185 cây anh chị ha. Đó thì đất của mình nằm ở hướng nam nha, hồi nãy trong video thì lại cũng nói nha. Đó thì nói chung khu dân cư anh chị ha, ở đây thì là sẽ kéo rộng màn hình cho anh chị cùng xem ha. Đó anh chị thấy dân cư không, ở gần gần xung quanh rất nhiều. Ở đây có hồ câu cá giải trí, hồ câu Trung Hiếu rồi ha, rồi chạy gà, người ta nuôi gà ở đây nữa ha. Đó sông Đồng Nai cũng kế bên nữa ha, từ đó mình đi vô sông Đồng Nai đâu có tầm khoảng 2-3 cây số thôi ha, tầm khoảng 2 cây thôi, hơn 2 cây là mình gặp sông Đồng Nai ha. Đó dân cư rất là đông ở bên đây nữa nha. Rồi thì cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video nha. Bây giờ chúc cho quý cô chú anh chị mình có một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe trong cuộc sống ha. Cô chú anh chị hãy nhấn đăng ký kênh và ấn like video để theo dõi xem video hàng ngày tiếp tục của Lợi Ga hàng ngày nha. Rồi chúc sức khỏe quý cô chú anh chị mình rất nhiều. Cô chú anh chị mình có thiện chí thì mình alo cho Lợi ha. Số điện thoại Lợi có gắn trực tiếp trên video ha. Rồi cảm ơn chúc cô chú anh chị mình sức khỏe rất nhiều nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình ạ. Rồi video kết thúc tại đây.